Sơ lược về Kamen Rider Chalice, người sử dụng chính là Hajime Aikawa, hay cũng được biết đến là Joker Undead. Joker là Undead đặc biệt nhất trong các Undead trong trận chiến Battle Fight. Trong khi các Undead khác đều đại diện cho một giống loài nhất định, thì Joker đại diện cho sự hủy diệt, và nếu như nó là người chiến thắng cuộc chiến thì toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Khi đó, Joker Undead và phiến đá Monolith sẽ sản sinh ra các quái vật Dark Raochi, là những quái vật mang hình dáng của những con rán. Hình dạng theo bài Rokard của Joker cũng có tạo hình khác hoàn toàn so với các Rokard còn lại. Bản thân Joker cũng có khả năng tự phong ấn các Undead khác mà không cần dựa vào phiến đá Monolith. Điểm đặc biệt nhất của Joker Undead là có khả năng thay đổi hình dạng và sức mạnh của mình thành hình dạng và sức mạnh của Undead khác bằng cách sử dụng Undead Roser. Đây là một thiết bị cho phép sử dụng hình dạng và sức mạnh của các Undead đã được phong ấn trong Rokard. Bằng cách này, Joker có thể biến hình thành bất cứ Undead nào. Trong bộ phim, Roser này được gọi là Chalice Roser. Hajime biến hình thành Kamen Rider Chalice. 10.000 năm sau trận chiến, các Undead được giải phóng, Joker đã chiến đấu với Category S, Chain Mantis. Category S của bộ thẻ bài Undead mang chất cơ. Mantis Undead là một Undead chưa được chính thức công bố hình dạng, mà dạng xuất hiện trong bộ phim là hình dạng của Undead này khi mặc bộ giáp Chalice Veil. Đây là một dạng bộ giáp Undead Armor. Sau khi phong ấn Mantis Undead, Joker đã gặp và phong ấn Category 2 của chất cơ, Human Undead, người đã chiến thắng trong cuộc chiến 10.000 năm trước. Nhờ vào tác động sức mạnh của hai thẻ bài này, Joker đã kìm hãm được bản chất dã thú và ham muốn chiến đấu của bản thân. Từ đó, Undead này sống dưới nhân dạng của Human Undead với cái tên Hajime Aikawa. Bộ thiết bị Undead Roser, hay còn được gọi là Chalice Roser, là nguyên mẫu cho hệ thống Rider của Bot. Ngoài phần hộp bài ở bên phải, mặt chính giữa của thiết bị giống thắt lưng này được gọi là Roser Unit, với tạo hình giống trái tim, và ở giữa có khe đọc thẻ được gọi là Slot Reader. Phần trái tim này chỉ ở dạng Joker sẽ có màu xanh lá cây, khi quẹt thẻ của các Undead khác thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Hay nói cách khác, Undead Roser có màu xanh lá cây, còn Chalice Roser có màu đỏ, bằng cách quẹt thẻ của một Undead nhất định trên Chalice Roser. Hajime sẽ thay đổi hình dạng của mình thành dạng Undead đó. Cơ chế chuyển đổi của Kamen Rider Chalice được gọi là Change. Khác với việc tạo ra các cánh cổng Orichalcum Element của các Rider khác, quá trình chuyển đổi của Chalice giống như việc bao phủ bản thân bởi một loại năng lượng dạng chất lỏng trong suốt và thay đổi hình dạng bên trong đó. Phần năng lượng này được gọi là Shadow Form, hình dạng chuyên dụng của Kamen Rider Chalice, Earth Form. Đây thực chất vốn là hình dạng của Mantis Undead trong bộ giáp Chalice Veil, hay còn được gọi là Hurt Suit. Đây là một bộ giáp được thiết kế lấy cảm hứng từ loài bọ ngựa và biểu tượng hình trái tim trong bộ bài tây. Bộ giáp này được làm từ một loại quặng kim loại cổ đại có sức mạnh siêu nhiên có tên là Shadow Crystal. Nó có khả năng chịu tác động cực tốt với khả năng tự phục hồi lại trạng thái ban đầu. Phần giáp ngực hình trái tim có khả năng tản nhiệt cũng như tạo ra một lớp la chắn năng lượng tiêu trừ các tác động lớn. Phần giáp lưng có những họa tiết màu đỏ cho phép tăng khả năng bật nhảy cao. Các họa tiết màu vàng trên bộ suit có chức năng luân chuyển năng lượng, chúng sẽ phát sáng khi sử dụng các đòn tất sát. Bộ suit bên trong này cũng được làm từ quặng kim loại Shadow Crystal và được phủ một lớp tăng độ bền Shadow Tor. Các phần giáp tay và chân có khả năng hấp thu năng lượng được chuyển đến, tạo ra những đòn tấn công cực mạnh. Phần vũ trụ của Chalice cho phép Rider này tạo sóng siêu âm tấn công kẻ địch và lọc oxy để chiến đấu kể cả trong môi trường nước. Với phần mắt đỏ hình trái tim có khả năng nhìn xa 5 km và nhìn xuyên qua được cả tấm chỉ dài 10 m. Đồng thời, Chalice có thể phát hiện các Undead khác ở khoảng cách 10 km và có tầm nhìn quang học nhìn trong bóng tối và nghe được cả sóng siêu âm ở tần số 1 triệu Hz. Kamen Rider Chalice Earth Form có chiều cao 204 cm và nặng 109 kg, với lực đấm 320 AP tức 3,2 tấn, lực đá 520 AP tức 5,2 tấn. Nhảy cao nhất được 45 m và tốc độ tối đa là 100 m trên 4,8 giây. Bằng cách tháo phần Roser Unit hình trái tim và gắn vào Chalice Arrow, sẽ tạo thành bộ thiết bị Rosing Bow. Vũ khí này vốn là vũ khí của Mantis Undead Chalice, nhưng khi Joker sử dụng nó có thể gắn thêm cả Roser Unit. Đây cũng là vũ khí chính của Kamen Rider Chalice. Bản thân nó cũng là nguyên mẫu cho các vũ khí Roser của các Kamen Rider của Bot. Đặc biệt là bản thân vũ khí này khi sử dụng cũng không tiêu tốn AP, vì bản thân nó là một vũ khí nguyên bản của Undead. Vũ khí này có 3 dạng. Ở dạng mặc định, vũ khí này có thể bắn ra những viên đạn năng lượng Fork Arrow và phần cánh cung sẽ xoay tròn quanh tay của Chalice. Ở dạng Play Mode, những phần cánh cung sẽ mở ra trở thành những lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén với khả năng rung 3 triệu lần mỗi giây để cắt đối thủ. Chế độ cuối cùng, Rousing Bow Mode. Dạng này kết hợp cả Roser Unit vào. Đây là hình dạng sử dụng để quẹt thẻ Rose Card và sử dụng sức mạnh của chúng. Kamen Rider Chalice sử dụng bộ thẻ bài mang chất cơ trong bộ bài tây phù hợp với thiết kế và tạo hình của Category S Mantis Undead. Bộ bài Undead của Chalice bao gồm Category S Chain Mantis. Thẻ bài này sử dụng để biến hình thành hình dạng mặc định của Chalice Earth Form. Thẻ bài này phong ấn sức mạnh của Chalice Mantis Undead, đại diện cho loài bọ ngựa Category 2 Spirit, cho phép Chalice hay Joker biến thành nhân dạng của Human Undead, hay còn được biết đến là Aikawa Hajime. Thẻ bài này phong ấn người chiến thắng cuộc chiến 10.000 năm trước, Human Undead, đại diện cho loài người. Đây cũng là Undead duy nhất mang hình dáng của những sinh vật mà mình đại diện, trong khi các Undead khác mang các đặc tính của loài sinh vật mà mình đại diện nhưng mang hình người. Category 3 Chophead, tăng sức mạnh cho những đòn chặt theo phong cách karate với AP 600 tức sức tấn công 600 FP tức 6 tấn. Thẻ bài này phong ấn Hammerhead Undead, đại diện cho loài cá mập đầu búa. Category 4 Float Dragonfly, mang lại cho Rider khả năng bay với AP kích hoạt là 1000 tức sức tấn công 1000 FP tức 10 tấn. Thẻ bài này phong ấn sức mạnh của Dragonfly Undead, đại diện cho loài chuồn chuồn.
Hajime có thể chuyển đổi thẳng sang hình dạng của Dragonfly Undead được phong ấn trong lá bài này. Category 5, Ryu Cell, tăng sức mạnh cho những cú đá với AP 1200, tức 1200 FP bằng sức tấn công 12 tấn. Phép bài này phong ấn Cell Undead, đại diện cho các loài động vật có vỏ như hến, hào. Category 6, Tornado Hawk, cho phép tạo ra những đòn tấn công mang nguyên tố gió với AP 1400, tương đương 1400 MP, tương đương 14 tấn. Phép bài này phong ấn Hawk Undead, đại diện cho loài chim ưng. Category 7, Bioplane, cho phép tạo ra những sợi dây leo thực vật trói hoặc quật kẻ thù với AP 1600, tương đương 1600 MP. Phép bài này phong ấn Plant Undead, đại diện cho các loài thực vật. Category 8, Reflect Mode, cho phép người dùng đẩy lùi các cuộc tấn công của đối thủ với AP kích hoạt 1800, tương đương 1800 MP. Phép bài này phong ấn Mode Undead, đại diện cho loài bướm đêm. Category 9, Recover Camel, có khả năng chữa lành các vết thương với AP 2000, tương đương 2000 MP. Phép bài này phong ấn Camel Undead, đại diện cho loài lạc đà. Category 10, Super Centipede, hoán đổi các lá râu cạt của đối thủ và bản thân với AP kích hoạt là 2200, tương đương 2200 MP. Thẻ bài này phong ấn Centipede Undead, đại diện cho loài Red. Category Jack, Fusion Warp, lá bài này cho phép Hajime biến thành hình dạng của Warp Undead và có tất cả sức mạnh của Undead này. Thẻ bài này phong ấn Warp Undead, đại diện cho loài sói, với AP cộng thêm là 2400. Lúc đầu bởi vì người phong ấn Warp Undead là Kenzaki, Kamen Rider Play. Tuy nhiên, Kamen Rider Play sở hữu Space Suit. Play sở hữu những lá bài phong ấn mang chất bích trong bộ bài tây, trong khi râu cạt của Undead này thuộc vào chất cơ. Vì lẽ đó, Warp Undead đã được phong ấn bằng thẻ Common Plank. Đây là thẻ bài có thể phong ấn bất kỳ Undead nào mà không cần để ý đến việc chúng thuộc vào bộ bài Undead mang chất gì. Tuy nhiên, khi được phong ấn, những thẻ bài này sẽ được gọi là những thẻ hoang dã và không thể sử dụng. Sau đó, Hajime đã sử dụng thẻ bài này để biến thành Warp Undead. Thẻ bài này đã chuyển từ hoang dã sang category Jack của chất cơ. Đây có thể tạm coi là Jack Form của Kamen Rider Charles mà không có Rose Asober. Category Queen, Abuso Orchid, cho phép Hajime biến thành hình dạng của Orchid Undead với tất cả sức mạnh của Undead này. Thẻ bài này phong ấn Orchid Undead, đại diện cho loài hoa lan, với EP cộng thêm là 2000. Vì là nguyên mẫu cho các Roser của Kamen Rider khác trong TV series, Charles cũng có thể kết hợp nhiều combo bài để tạo ra nhiều đòn tấn công đặc biệt. Spinning Wave là combo kết hợp của Category 3 và 6, Drop Head và Tornado Hawk. Đây là đòn tấn công chuyên dụng của Charles với khả năng sử dụng các đòn tấn công bằng tay với nguyên tố gió hất tung đối thủ với AP 2000, tương đương sức tấn công 20 tấn. Spinning Attack là đòn tấn công bằng những cú đá với nguyên tố gió, là sự kết hợp của Category 5 và 6, Ryu Cell và Tornado Hawk với sức tấn công 26 tấn, tương đương AP kích hoạt là 2600. Đòn tất sát chuyên dụng của Charles, Spinning Dance, đây là đòn tấn công tăng cường của Spinning Attack với Category 4, 5 và 6, Block Dragonfly, Ryu Cell và Tornado Hawk với sức tấn công 36 tấn, tương đương cần 3600 AP. Combo Bio Chop là combo thẻ Category 3 và 7, Chop Head và Bio Plane, cho phép Charles cho đối thủ bằng những roi mây và kéo họ đến gần để thực hiện đòn chặt Karate với sức tấn công 22 tấn, tương đương 2200 AP qua thời gian dài. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Kamen Rider Play King Form. Với việc dung hợp 13 Undead tạo ra sức mạnh gần giống với Joker, khiến cho bản chất ham muốn chiến đấu và hủy diệt của Undead Joker không thể kiểm soát. Bản thân Category 8 và Category 2 không còn nhiều khả năng áp chế bản tính của Joker Undead nữa. Thêm vào đó là danh tính thật được tiết lộ, khiến Hajime lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vào lúc đó, Kenzaki đã tìm thấy Category King Evolution Paradosa của chất cơ và đưa nó cho Hajime. Đây là thẻ bài phong ấn Paradosa Undead. Đây là một Undead đại diện cho loài bọ ngựa với EP cộng thêm là 2800. Đây cũng là một Undead đại diện cho loài bọ ngựa. Tạo hình của Undead này được giới thiệu lần đầu tiên trong Kamen Rider Decay tập 9. Bằng cách sử dụng sức mạnh của Category King, Charles đã tiến hóa đến hình dạng White Charles. Đây là hình dạng có sức mạnh ngang ngửa với King Form của Play. Nó được tạo ra bằng cách quẹt thẻ Category King trên Charles Roser. Tất cả thẻ bài mang chất cơ có trong bộ bài Undead của Charles sẽ được hợp nhất vào Roser và Hurtsuit. Bộ giáp giờ đây sẽ chuyển sang một hình dạng mới. Đây là dạng nâng cấp về toàn bộ sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng thủ cũng như áp chế bản năng sinh ra để chiến đấu của Joker. Bộ giáp Shadow Crystal lúc này chắc chắn hơn và thay đổi từ màu bạc sang màu đen. Các họa tiết trên phần suit bên trong với vai trò truyền tải năng lượng cũng thay đổi hình dạng. Các phần giáp màu hoàng kim trên thân được làm bằng kim loại Gold Platinum, có sức bền cùng khả năng chịu lực cực cao. Bên cạnh đó, bộ suit đổi từ màu đen sang đỏ và bền chắc hơn. Ở giữa giáp ngực là biểu tượng của Category King, là bằng chứng cho việc hợp nhất 13 Undead và bộ giáp Charles Vrel. Quai Charles còn có khả năng tạo ra sóng siêu âm phá vỡ vật thể cách 20 km và nhìn xuyên tường cũng như khả năng nhìn trong bóng tối. Phần xương trên đầu của Charles có thể phát hiện Undead cách vị trí của mình 13 km và nó cũng có thể cắt xuyên kẻ thù với khả năng rung ở tần số cao tạo sóng xung kích tấn công kẻ thù trong phạm vi 10 m. Rider này được trang bị thêm một cặp White Slasher ở bên hông sử dụng cho cận chiến. Đây là một vũ khí dạng lưỡi liềm được thiết kế phỏng theo càng của loài bọ ngựa. Hai lưỡi liềm này rung ở tần số 3 triệu lần mỗi giây tạo ra khả năng cắt xuyên sắt thép. Khi gặp hai lưỡi liềm này lại và kết hợp với Charles Arrow ở chế độ Rolling Bow, lúc này cây cung của Charles được tăng sức tấn công lên 1,5 lần so với trước và có khả năng bắn ra những quả cầu lửa nhỏ. AP có thể tiêu thụ của Roser ở dạng này được cho là 9800 AP nhưng không thể hiển thị.
Khi vũ khí ở dạng này, White Charlie có thể thực hiện đòn tấn công sát sát mạnh nhất của mình, White Cyclone, dung hợp toàn bộ các thẻ bài mang chất cơ trong bộ bài và tạo ra lá bài White. Khi quẹt thẻ trên Roser, Charlie có thể thực hiện đòn tấn công với nhiều biến thể khác nhau như bắn ra một tia năng lượng cực mạnh hay tạo ra những đòn chém năng lượng sắc bén. Đòn sát sát này có sức tấn công 14.600 AP, tức 146 tấn. Kamen Rider White Charlie có chiều cao 204 cm và nặng 109 kg, với lực đấm 420 AP, tức 4,2 tấn, lực đá 620 AP, tức 6,2 tấn. Nhảy cao nhất được 60m và tốc độ tối đa là 100m trên 4,5 giây. Phương tiện di chuyển cá nhân của Kamen Rider Charlie là Shadow Chase. Đây là một chiếc xe mô tô có thể điều khiển bằng suy nghĩ. Nó được biến đổi từ một chiếc xe bình thường bởi năng lượng Shadow Fork, loại năng lượng khi Hajime biến thân, với tốc độ tối đa là 410 km/h với 420 mã lực, cùng với khả năng khai thác sức mạnh của các Rogues. Trên đây là sơ lược về Kamen Rider Charlie. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Cắt Cắt Movie. Xin chào và hẹn gặp lại.